Xin chào các bạn đã đến với Tmart. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Bitexco và nơi đây là nơi đầu tiên có mặt bộ đôi Galaxy Note 10 và Note 10 Plus. Và bây giờ thì mình sẽ vào trong trên tay bộ đôi Galaxy Note 10 và Note 10 Plus ngay bây giờ cho các bạn. Đây là bộ đôi đầu tiên có mặt tại Việt Nam đó nha. Bây giờ thì chúng ta cùng đi thôi. Và đây, trên tay mình đang là bộ đôi flagship mới nhất từ Samsung, Galaxy Note 10 và Galaxy Note 10 Plus. Bên ngoại hình thì Galaxy Note 10 Series vẫn sở hữu thiết kế kim loại và kính tuy là quen thuộc nhưng vẫn mang đến sự sang trọng và cao cấp. Galaxy Note 10 bản tiêu chuẩn có kích thước là 6.3 inch, còn phiên bản Plus có kích thước lớn hơn là 6.8 inch. Ở đây các bạn có thể thấy là viền màn hình cả hai máy đều rất mỏng và bao công khá là mạnh ở hai bên. Tuy nhiên thì vẫn giữ được đặc trưng là sự cứng cáp và mạnh mẽ của dòng Note với các gốc được làm vuông vức hơn. Do là được bo cong khá là sâu, thế nên là khi trong quá trình sử dụng cũng sẽ rất là dễ cống tay, vô tình chạm vào màn hình. Tất nhiên rồi là bộ đôi flagship được mong chờ, cho nên là độ hoàn thiện về sản phẩm cũng không cần phải bàn cãi trên hai chiếc máy này rồi. Máy được gia công tỉ mỉ, cảm giác cầm nắm đầm tay. Với Galaxy Note 10 thì có kích thước nhỏ hơn, dễ cầm gọn trong lòng bàn tay hơn. Còn Galaxy Note 10 Plus tuy là có kích thước to hơn nhưng mà đã được bo cong ở hai cạnh nên cũng không quá khổ lắm khi chúng ta cầm. Phần viền màn hình công tràng hai cạnh, tấm nền AMOLED cao cấp kết hợp với đó là tỷ lệ hiển thị cao nên mang đến hiệu ứng thị giác khá là thích mắt. Bên trong màn hình thì được tích hợp thêm cảm biến vân tay siêu âm tương tự như là Galaxy S10. Mặt trước của cả hai máy các bạn có thể thấy đều sở hữu màn hình đục lỗ chứa camera selfie với độ phân giải là 10 MP. Mình đã thử test selfie đây, các bạn có thể thấy là camera cho chất lượng tốt, khỏe re để sống ảo liền tay luôn. Ngoài việc khác nhau về kích thước thì một điểm khác biệt nữa giữa hai sản phẩm còn đến từ cụm camera phía sau máy. Với Galaxy Note 10 tiêu chuẩn thì là hệ thống camera 3 ống kính với độ phân giải lần lượt là 12 MP cho camera chính, camera tele cũng có độ phân giải là 12 MP và một camera góc rộng có độ phân giải là 16 MP. Còn trên bản Galaxy Note 10 Plus thì bên cạnh cụm pha camera được đặt dọc còn có thêm một cảm biến siêu F nữa. Giao diện chụp ảnh thì chúng ta có thể thấy là có rất nhiều những tính năng chụp ảnh khác nhau, có thể chuyển đổi các lựa chọn như là chụp thường nè, zoom hay là góc rộng. Đặc biệt với phiên bản lần này, Samsung còn tích hợp thêm một tính năng mới khá là độc đáo, đó chính là Live Focus Video, cho phép xóa phông trực tiếp khi đang quay video. Ngoài ra thì bộ đôi Galaxy Note 10 còn tích hợp tính năng sao zoom giúp tăng cường âm thanh khi mà zoom camera vào nguồn phát. Khác hoàn toàn với triết lý làm sản phẩm từ trước tới nay của Samsung, bộ đôi lần này không còn sự tồn tại của giắc cắm tai nghe 3.5mm nữa, một điều đáng tiếc trên Galaxy Note 10 năm nay. Tiếp theo đó chính là chiếc bút S Pen thần thánh đã làm nên sự đặc trưng của dòng Note. Chiếc bút S Pen năm nay vẫn có những tính năng tương tự như người tiền nhiệm là Galaxy Note 9, như là khả năng điều khiển từ xa thông qua kết nối Bluetooth. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể sử dụng chiếc bút S Pen này để chuyển đổi các ống kính, các chế độ chụp ảnh từ xa để phù hợp khi mà chúng ta chụp ảnh hoặc là quay video. Về phần hiệu năng thì cả hai đều sở hữu con chip đầu bảng hiện nay, cho nên là khi trải nghiệm thực tế, máy đáp ứng được mượt mà các nhu cầu của người dùng, bao gồm cả các tác vụ bình thường lẫn các tựa game nặng, máy cho khả năng chiến game mượt mà. Về pin thì thời lượng pin trên Galaxy Note 10 có phần khiêm tốn hơn, với viên pin chỉ 3500 mAh, tương đối là thấp so với mặt bằng chung hiện nay. Còn với Galaxy Note 10 Plus thì được trang bị viên pin có mức dung lượng khá lớn là 4300 mAh. Vừa rồi mình đã trên tay và trải nghiệm nhanh bộ đôi Galaxy Note 10 và Note 10 Plus đầu tiên tại Việt Nam. Còn các bạn khán giả của Tmart, các bạn cảm nhận như thế nào về bộ đôi sản phẩm mới này thì hãy để lại comment bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tmart.